ngắm các bảng hình phong cách chuẩn nét sáng tạo mới thấy giới trẻ ngày nay chưa ra phết. Thời nay, khi nhìn vào một bức ảnh selfie của một miu nai ở trên mạng xã hội, bạn biết đó không đơn thuần là một tấm ảnh để check in nữa, các phụ kiện như kính mát, túi sách, đồng hồ ngoài việc thực hiện đúng công năng phục vụ nhu cầu người dùng, nó còn thể hiện một vai trò bất ngờ khác. Một chiếc smartphone cũng không hẳn là một thiết bị kết nối liên lạc thông thường giữa chúng ta và thế giới. Vậy, vai trò mới của các item trên là gì? đó chính là nâng tầm phong cách cho người sở hữu chúng nói một cách khác là phương thức để định hình style cá nhân đặc sắc không đụng màu với bất cứ cá thể nào đương nhiên để thể hiện cái tôi phong cách thì các bạn trẻ sẽ có rất nhiều phương pháp khác nhau và bảng hình phong cách trên bảng tâm trạng đã và đang là một phương tiện cực kỳ hữu hiệu, hiệu để các bạn trẻ truyền đạt được cảm xúc độ style và độ chất của mình một cách trực quan nhất trên mạng xã hội xuất hiện trong cuộc thi Style Up cùng Reno 3, do Oppo và Ken 14 đồng hành tổ chức. Những chiếc bảng với hình ảnh đầy màu sắc sắp xếp bố cục theo từng chủ đề này là nơi, để các bạn trẻ kiến tạo và định hình phong cách theo đúng cá tính của riêng mình. Với cách thức thực hiện đơn giản cùng bộ công cụ có sẵn đa dạng, người tham gia có thể dễ dàng tạo nên những tác phẩm độc đáo thể hiện sức sáng tạo bản thân. Trải qua một tuần đầu tiên của cuộc thi, rất nhiều những tác phẩm được gửi về tham dự cho thấy giới trẻ không chỉ bắt chen, cực nhanh mà khi ngắm nhìn những chiếc bảng phong cách này, bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trầm trồ thán phục trước khả năng sáng tạo không giới hạn. Gây ấn tượng đặc biệt có lẽ là chiếc bảng đầy tâm sự của bạn Trung Tùng Trí với slogan Don't Let The Sadness Control You. Chỉ với hai gam màu đen trắng cơ bản được phối chọn bằng những món đồ mang đặc trưng phái mạnh như máy ảnh, đồng hồ và đặc biệt là chiếc Oppo Reno 3 cùng ốp lưng ton sơ ton như phản chiếu phần nào tâm trạng. Điểm nhấn là bông hoa cúc trắng được đặt ngay nói khóe miệng giống như muôn vạn câu nói khó có thể thốt lên lời. Toàn bộ chiếc bảng là một bức tranh trầm mặc nhưng không thiếu đi nét thanh lịch quyến rũ của người đàn ông. Cũng sử dụng hình ảnh hoa cúc nhưng trái ngược với vẻ lịch lãm đơn sắc có phần nam tính trên, chiếc bảng của Ngô Thế Anh lại đem đến sự tươi mới pha lẫn chút mộc mạc và nhẹ nhàng. Sử dụng chính màu trắng chủ đạo, thêm sắc trắng của những đóa hoa cúc cùng với họa tiết dày cao gót trên ốp lưng của Operino ba làm điểm nhấn khi kết hợp cùng chiếc ảnh so đếp của chủ nhân đã tạo nên một tổng thể đầy thanh nhã khơi gợi, nên vẻ đẹp trẻ trung hứng khởi. Gam màu đỏ cam nổi bần bật trên chiếc bảng của Lê Kim Thư lại cho thấy được sự khéo léo của anh chàng khi phối chọn màu sắc. Từ cành hoa, chiếc bánh với màu sắc nóng bỏng, nhưng lại được điểm xuyết nhấn nhá bằng chiếc Oporino ba cùng, ốp lưng họa tiết hoa tím độc đáo đặt khéo léo bên cạnh quả cầu thủy tinh, bình hoa xanh ra trời gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem hay hút mắt như phong cách minimalism được thể hiện trong chiếc bảng của bạn trương nghi phương có thể thấy rõ từ màu sắc cho đến chi tiết của các đồ vật thêm vào đều mang sự giản đơn mộc mạc vẻ đẹp thanh lịch nhẹ nhàng của chiếc máy này lại càng làm tôn nên nét quyến rũ của phong cách tối giản mà các bạn trẻ đang hướng tới vậy đâu mới là chiếc bảng mà bạn yêu thích dù cho phong cách có đối lập nhau nhưng điều được thể hiện rõ nhất đó chính là sự tự tin thể hiện phong cách bản thân đúng với tinh thần style up của người trẻ vậy còn trần trừ gì nữa mà không style up hãy tự tạo cho mình một chiếc bảng thật phong cách, chính bạn đang ghi lại dấu ấn cá nhân, thể hiện cái tôi đích thực đấy. Reno 3 đẳng cấp chuyên gia selfie là smartphone mới ra mắt của Oppo, dẫn đầu phong cách với thiết kế mỏng nhẹ thời thượng cùng khả năng selfie đêm nghệ thuật 44 megapixel. Ngoài ra, khách hàng mua Oppo Reno 3 từ ngày 1 tháng 6 hoặc mua Pro từ ngày ngày 16 tháng 5 có cơ hội sở hữu một trong bộ 4 ốp lưng đặc biệt được thiết kế bởi các chuyên gia, phong cách Atic Việt Mắc, nhà thiết kế Trương Thanh Long, nhấp ảnh gia Tang Tang, Fashioni Tú Hảo. Tham gia và tạo riêng cho mình những bảng hình phong cách tại HTTPS, STILEUPKENH14 VENVAGERS CONTEST. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.